Nếu các bạn là học sinh 2K4 đang muốn tăng tốc trong giai đoạn cuối cùng này để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 hay trong các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc tư duy thì đây là video dành cho các bạn. Như thường lệ các năm, để chuẩn bị một hành trang toàn diện trước khi bước vào kỳ thi đại học, thầy sẽ khai giảng lớp tổng ôn và luyện đề để giúp các em nhớ lại được toàn bộ kiến thức vật lý. Năm nay, với tình hình học online kéo dài khá lâu, vì vậy việc hệ thống kiến thức là vô cùng quan trọng. Đến với khóa tổng ôn, chúng ta có hai phần là tổng ôn lý thuyết và tổng ôn các dạng bài tập. Đối với phần tổng ôn lý thuyết, chúng ta sẽ cùng nhau quét sạch lý thuyết đan xen với các công thức của 7 chương môn vật lý 12 và một vài chương quan trọng của vật lý 11. Còn đối với tổng ôn các dạng bài tập, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý những câu nhận biết cơ bản một cách nhanh chóng từ những phương pháp giải tự luận kết hợp trắc nghiệm và kỹ thuật Casio đỉnh cao. Bài tập được luyện theo từng chương, mỗi chương được chia theo các dạng từ dễ đến khó. Bên cạnh đó, thầy sẽ hướng dẫn các em phương pháp tốt nhất để giải quyết những câu vận dụng cao. Mục tiêu về khóa này sẽ giúp các em có thể tổng hợp lại toàn bộ kiến thức vật lý một cách đầy đủ và chắt lọc nhất, giúp các em có thể chinh phục 32 câu đầu tiên một cách nhanh, gọn, nhẹ. Để về đích thành công thì nhất định không thể bỏ qua khóa luyện đề. Học thì phải đi đôi với hành, các em sẽ được trải nghiệm cảm giác như thi thật và có điểm ngay sau khi hoàn thành. Với số lượng đề không giới hạn, luyện đề đến lúc thi và chữa chi tiết từng câu một. Bằng sự tâm huyết và kinh nghiệm của mình, thầy hy vọng khóa tổng ôn và luyện đề năm nay sẽ là chìa khóa tốt nhất giúp các em tiến đến cánh cổng đại học mơ ước. Vậy, bạn nào muốn trở thành phiên bản tốt nhất thì hãy về đây và chinh phục cùng thầy nhé. Hơn nữa, đối với những bạn đăng ký sớm ngay từ bây giờ, em sẽ nhận được một số phần quà đặc biệt từ thầy gồm sách sổ tay vật lý, sách 7 ngày chinh phục lý thuyết, sách 20 đề tự luyện và đặc biệt hơn nữa là toàn bộ video bài giảng của 7 chương vật lý 12. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký vào link bên dưới nhé. Chúc các em thành công!